Hello cả nhà, em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em mới về được vài con mới, em muốn khoe với cả nhà nha. Rồi con đầu tiên nha, một em CK Thụy Sĩ nha cả nhà. Đây, Calvin Klein gì nè, Swiss Made Thụy Sĩ chính hãng luôn nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, đẹp trang luôn nha. Đây, khóa rin luôn, khóa rin, nấm riêng luôn nha cả nhà. Đó, đẹp keng như mới luôn. Size nếu mà đo ngang cỡ 40 nha cả nhà. 40 41 á, 40 41 chưa nấm nữa. Càng là 51 nha. Con này đo kỹ luôn, cỡ nấm là cỡ 43 nè cả nhà ơi. Hai lịch luôn. Bao đẹp luôn nha cả nhà. Đây, dây thép đúc đây. Đây, Swiss Made nha. Swiss Made là Thụy Sĩ. Đó, Thụy Sĩ chính hãng luôn. Thụy Sĩ. Máy Thụy luôn. Đẹp leng keng luôn nha cả nhà. Dây nè, dây bao dài luôn, dây bao dài luôn nha cả nhà. Hai khóa nguyên rin đẹp keng từ A đến Z. Nó có cái dạng như cái viền nó rìa ra nè. Đây cả nhà thấy không, nó chìa ra nãy chưa, ở trên nó chìa ra cái viền làm cho viền nó mỏng đi đó, nó cái mặt thì nó bự ra đó, rất là đẹp luôn nha. Lâu lâu em mới có một con Thụy Sĩ nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Nhìn ngang chống lóa hay gì vậy? Rồi 1680 bao ship nha cả nhà. À, kính kính vòm nha cả nhà. Đây, kính vòm chứ không phải kính thẳng nha. Rất đẹp luôn. Rồi 1680 nha, em qua con khác nha. Đây, con này em đang đeo nha cả nhà. Em cũng giới thiệu thôi. Kính sapphire Casio xịn sò Oceanus nha. Size 41.5 ngang. Càng là 454. Đây, titan đúc nha, titan đúc em đã xà ba rồi nha. Đó, đẹp leng keng luôn, sản xuất tại Nhật nha cả nhà, chống nước 100 m nè, có báo thức lịch vạn niên, dạ quang cực sáng luôn. Đây dạ quang đây, và đặc biệt có đèn tự động nữa nha, đèn xịn sò cao cấp nha. Đó, mặt xanh. Con này bản cực kỳ hiếm luôn, hiếm gặp luôn. 1480 nha. Dây thì 17.5 nhưng mà em có một mắt nữa nha. Một mắt dây riêng nữa. Hàng xịn nha cả nhà. 1480 bao ship. Rồi em sale con này nha. Đây là chữ nhật không nha cả nhà. Đây là cảm biến nha. Cảm biến. Để mà đo huyết áp rồi nha. Dây rút rin từ A đến Z, bao đẹp luôn. Đề mi nha. Đây, sản xuất tại Nhật nha, hàng cổ. Lúc này là để đo huyết áp rồi nha cả nhà. Còn đây là đèn nè. Bao đẹp luôn. Chuông đồ đầy đủ, còn có tiếng Nhật nữa nha. Đó, báo thức nè. Đầy đủ chức năng luôn. Chiều ngang là 47 nha. Em sale con này còn 880 bao ship nha, hàng cổ nha. Này đáng để sưu tập luôn nha cả nhà, bao hiếm luôn. Dây rin luôn nha.
Rồi em lên một con Oren nha. Tao hình kinh chi nè, chuyên về bát quái và bát quái nha. Để em chỉnh lại giờ nè, giờ là 2:36 đó. Dạ quang sáng niền xoay, con này 680 bao ship nha cả nhà, sản xuất tại Nhật luôn nha, giáp ban nè, còn tem luôn nha, tem hình bát quái niềng xoay, size thì tầm 39 nha, chưa núm, cả núm là 41, tông sẹt tông luôn, rất là đẹp luôn, dạ quang sáng nha cả nhà, có hình bát quái nè, bao độc lạ luôn, 680 bao ship nha. Rồi một em Seiko có hình bản đồ thế giới nha cả nhà, chạy full 6 kim luôn, Seiko nha, thép đúc luôn. Đó, sản xuất tại Nhật luôn nha cả nhà, made in Japan nè, quá đẹp luôn, hàng sưu tầm luôn á, size 37 chưa núm, càng là 42, 608 bao ship luôn nha, bao đẹp luôn. Rồi em xem con này luôn nha. Đó, Casio 51980, chính xác là 1980, đến giờ là 42 năm rồi nha. 908 bao ship. Đó, sản xuất tại Nhật chắc mà. Full thép luôn nha. Rất là nặng. Bấm giờ báo thức đầy đủ. Đi ghi ráp có nghĩa là biểu đồ luôn nha. Đó, bấm giờ biểu đồ, kim dây cũng biểu đồ nè, thấy chưa? Dây nè. Đó, rất độc luôn, size 40. Đó. Size 41 ngang. Còn đo phần thấp nhất thì cỡ 39 40 nha. Dây zin luôn, đẹp keng luôn nha. Hàng chuẩn sưu tầm luôn, 908 bao ship nha. Đây em lên một con gờ sóc đỏ nè. Đó, 603 bao ship, giảm mạnh luôn. Firefox hàng cổ nha. Đèn chuông đầy đủ đó, đèn nè, mở đèn mà còn vẫn còn sáng này, chưa còn sáng lắm nha. Đây lịch vạn niên đầy đủ các chức năng luôn nha, 4 nút bấm, 5 nút bấm chứ, dây đỏ nè, 603 bao ship nha cả nhà, sản xuất tại Hàn Quốc nha. Tại Hàn Quốc, ở đây thì giáp ban bao đẹp luôn, đẹp keng luôn nha, nguyên rin hàng cổ nha cả nhà. Đây, rất đẹp luôn, 630 bao ship nha. Đây hàng hot của ngày hôm nay nè, Casio Rochet Triple Sensor nha, hàng này bao hiếm luôn, size ngang 515, tay to nha, rồi chết BRR 60ITZ nha, sản xuất tại Nhật nha cả nhà, chống nước 100 m, vừa chạy 2 kim vừa chạy full chức năng, pin năng lượng, có đèn tự động nữa, lịch vạn niên, áp suất không khí nè, có la bàn kỹ thuật số nha, tọa độ nè, đó chỉ đến đâu ra đến đó luôn. Còn đây là nhiệt độ, nhiệt độ nha, đang mở với lạnh luôn, độ cao so với mực nước biển nè. Báo thức nè, bấm giờ đầy đủ, chỉnh kim, đèn nè, đèn bao sáng luôn, đèn tự động luôn nha cả nhà, có dạ quang luôn nè, có dạ quang, đó đèn tự động nha, em không bấm gì nha. Đó, đèn tự động nha cả nhà, 1180 bao ship nha. Đó, dây cũng còn dài nha cả nhà, dây cỡ 18 rưỡi 19 đổ về nha. Ký mắt dây này cũng dễ, tại vì dây hình chữ U nha. Đó, bao đẹp luôn, nguyên rin full chức năng, 1180 bao ship. Rồi em có con này cũng mới về luôn, 403 bao ship nha cả nhà, đèn chuông đầy đủ,
Size 40. Dạ quen số học trò nha, 430 bao ship. Ở đây đủ chức năng luôn. Đây em vẫn còn đàn nhiều nha cả nhà, cả nhà ủng hộ em nha. Để em có kinh phí mà nuôi kênh này hoặc là săn hàng, spa hoặc bù lỗ cho mấy món khác nha cả nhà. Đèn rất là sáng, 30 bóng led luôn nha. Rất là sáng luôn nha. Rọi vô mắt là choáng váng luôn á. Sáng rất là sáng luôn, pin sạc nè. Đó. Lúc đang sạc hay đèn đỏ sạc đầy đèn xanh nha. Đó. Cục 500 hết nha cả nhà. Hết nha. Hàng xịn kèm cáp, phun hộp bao ship 150 bao ship luôn. Đây. Móc chìa khóa, khui bia, treo, mình có thể treo, mỗi người nên sắm một cái nha, tiện dụng lúc mà cần thiết thì lấy ra xài. Rồi rồi em vẫn còn hai bộ nha, hai bộ tu vít 24 trong một, 380 bao ship new luôn nha cả nhà, new luôn đây, new luôn nha, nguyên hộp. Đó. 24 12 12 là 24 nha. Đó, mình tháo đầu ra. Gắn vô nha. Rồi mình dặn. Tối chiều. Đó. Rất là tiện luôn nha. À, không thì kháo ra gắn ở đầu này không cũng được. À, lộn gắn này chứ, chỗ này chỉ gắn được đây. Này rất tiện luôn nha cả nhà, bữa giờ em bán cũng mấy bộ rồi. Rồi 380 bao ship luôn nha. Rồi em lên sơ sơ vậy thôi nha cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe.